một vụ va chạm liên hoàn 5 ô tô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, đoạn gần trạm thu phí khiến nhiều xe hư hỏng nặng, kẹt xe kéo dài. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 9, một vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô vừa xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, đoạn gần trạm thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí tai nạn cách cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây khoảng 2 km. Lực lượng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6 thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an đang phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc, công an địa phương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Theo đại diện đội 6, may mắn vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng nhiều xe bị bể nát, mảnh vỡ văng tung tóe. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định có thể do gần đến trạm thu phí nên các xe không giữ khoảng cách an toàn, xảy ra va chạm. Dự kiến do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên giao thông trên cao tốc hướng từ Bình Thuận đi Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng Cục Cảnh sát Giao thông đã bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các nút giao trên cao tốc Phan Thiết, Dầu Dây và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây để chủ động đóng mở cao tốc luân phiên, phân luồng các xe đi hướng khác khi lượng xe đông đúc, tránh ùn ứ. Chiều cùng ngày, lượng xe cộ từ các tỉnh, thành miền Trung sau kỳ nghỉ lễ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh đông nên trên cao tốc Phan Thiết, Dầu Dây xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.